bố cô sẽ review hai đôi sandal này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một đôi đến từ nhà Ghi Hồng, tổng thể rất là xinh xắn và kẹo ngọt, đỏ mix hồng, quai thì có nhũ ạ. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, ở quai chun được là quai hậu và được nhà đeo thiết kế khá là chắc và chặt. Theo mình nghĩ là nếu một số bé đi một hai lần đầu tiên thì có thể sẽ bị gây đau chân. Tuy nhiên thì khi mà đi quen thì nó có thể giãn ra và rất là phù hợp với ôm chân. Đế chống trơn trượt. Là giày dép của em bé thì chắc chắn không thể thiếu đế chống trơn trượt rồi ạ. Tổng thể quá xinh nên là mình đã lấy cho bé nhà mình một đôi. Tiếp theo là một đôi của nhà Matalang. Là đôi này nằm trong bộ sưu tập Disney và cụ thể là Elsa. Các fan của Elsa thì không thể bỏ lỡ đôi này được đâu ạ. Ở đây quai chun thì mình đánh giá là mềm hơn cũng như là dễ đi hơn quai chun của Ghi Hồng. Tuy nhiên thì nó có một nhược điểm, có thể là khi mà đi nhiều rồi thì quai này nó sẽ giãn ra và khó ôm chân hơn trước. Lòng trong thì mọi người có thể thấy thiết kế in hình Elsa, lấp lánh quá xinh. Đấy cũng là chống trơn trượt. Hiện tại bé nhà mình đang đi size 4 nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đổi lên size 5 vì chân bé ngón khá là dài. Đôi này đi lên chân quá xinh. Và các mẹ nào đã dùng một trong hai đôi sandal này rồi thì hãy để lại review với Boku nhé.